Chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý trang trí phòng khách với nhiều loại hoa rực rỡ như đào, quất, lan hồ điệp. Mới đây, Ngọc Hà Lê, bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý chia sẻ loạt ảnh phòng khách được trang hoàng với nhiều loại hoa tươi chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2024. Cây đào bung nở rực rỡ được Ngọc Hà Lê trang trí đẹp mắt với nhiều quả cầu đỏ bắt mắt và bánh chưng xanh. Chậu quất nhỏ xinh tô điểm cho không gian phòng khách. Ngoài ra còn có chậu lan hồ điệp vàng mang thông điệp may mắn. Mọi góc đều được bà xã nghệ sĩ Công Lý deco đẹp mắt. Không gian thờ cúng trang nghiêm. Trước đó, vào dịp Giáng sinh, vợ trẻ nghệ sĩ nhân dân Công Lý trang hoàng nhà cửa bằng một cây thông cao khoảng hơn 1 mét. Cây thông xinh xắn không kém phần rực rỡ đặt trong một góc nhỏ của phòng khách và trang trí bằng nhiều quả châu màu vàng, đỏ, bạc lấp lánh. Góc ban công cũng được Ngọc Hà Lê deco tuyệt đẹp. Ban công trồng nhiều loại cây xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.